cảm ơn chị Xỉu. Đứng rồi nè. Trời ơi, đi tới lúc rất là sớm, thấy bà đi vô rồi. Sao? Thấy ngồi ngoài xe hơi á. Chưa vô hả? Chưa vô, ngồi đó chờ. Lúc 1:30 tôi đã vô rồi. Xe trường ghe ra chuẩn bị đi về, nó ủ quay chân về. Chắc là chuẩn bị đi về, bởi cho nó cũng có lý nào quay về. Đúng ba tay luôn, sau đó đi ra Nha Trang. Nha Trang xong mày Phan Thiết, Phan Thiết xong mày về Phan Thiết cũng liền. Trời ơi, con gái tới nào vậy? Không vừa tới xong hả? Quay xe quá ha.
mai kia đi về. Lì nhất phải không? Lâu nhất và thường xuyên nhất của Gala Nhạc Việt ạ. Bà đi giùm em. Rồi anh tách ra. Nha, em báo ngay. Lôi hai vợ chồng qua. Rồi về nó còn biết luồng khen người ta nữa. Đặt hàng luôn rồi đó.
quay xuân Quý Mão các chương trình sẽ phát trong đêm giao thừa vẫn làm hàng niên, là mỗi năm đến giao thừa là chúng ta sẽ lại gặp nhau rất là nhiều chương trình. Đây cây mai rất là đẹp, thấy chưa, của chương trình. Hồi nãy tôi có đi ở đây. Đây là lời chúc của tôi mừng xuân Quý Mão hạnh phúc bình an. Hồi nãy tôi có đi lên đây và tôi gắn lên đây ha. Ở đây đó, ở đây là Tết nè cả nhà, thấy không? Không khí Tết tràn ngập hết. Chúc mừng xuân Quý Mão 2023 nè. Cả nhà sẽ theo chân chị Tương sẽ quay rất là nhiều những bài hát trong để phát trong Tết Quý Mão này ha. Hola nè, sẽ có Tết Quốc TV nè, sẽ có chương trình của đại chúng đây. Và năm mới Tết đến thì cũng như mọi năm, chị Tư sẽ chúc cho cả nhà của mình, tất cả mọi người đều có sức khỏe, bình an, hạnh phúc, may mắn, gặp được nhiều điều coi như là thành đạt hơn trong cuộc sống nè, rồi an vui nè, rồi hạnh phúc nè, tràn đầy hết. Chúc mừng năm mới Quý Mão 2023.